Nhớ lại việc bạn mình rắc rối vì tiền cho vay, thanh niên ở miền Tây đang phê ma túy đã mang dao đi đòi nợ giúp bạn. Đánh ba người đòi nợ thuê bầm dập, bắt quỳ lại. Con nợ có thể đối diện mức án 14 năm tù. Ngày 14 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Gò, Kiên Giang đã bắt tạm giam 3 tháng đối với Võ Duy Thơ, 24 tuổi, ngụ xã Thới Quảng, huyện Gò, để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích. Theo kết quả điều tra ban đầu của cơ quan chức năng, vào khoảng 2 tháng trước, Lê Trúc Phương đã giúp anh Nguyễn Tuấn Khang, 34 tuổi, ngụ huyện Gò, vay tín dụng đen với số tiền 5 triệu đồng. Đánh ba người đòi nợ thuê bầm dập, bắt quỳ lại. Con nợ có thể đối diện mức án 14 năm tù, xong do không có khả năng chi trả nên Khang chỉ trả cho Phương 3 triệu đồng. Lúc này, vì sợ thất hứa với nhóm cho vay sẽ gặp rắc rối nên Phương đã bỏ thêm tiền nhà để trả đủ cho nhóm tín dụng đen. Sự việc được Phương kể lại cho bạn là Thơ nghe. Đến khoảng 0 giờ, ngày mùng 1 tháng 4, Thơ nhớ lại chuyện bạn mình bị sù tiền nên bực tức. Dù đang phê ma túy nhưng Thơ vẫn rủ thêm một số người khác đến phòng trọ của Khang để nói chuyện. Tại đây, do con nợ của bạn không có tiền trả nên Thơ đã dùng dao chém vào người khiến Khang phải vào viện điều trị. Sau khi gây án, đối tượng đã bị cơ quan chức năng bắt giữ. Tạm giữ con nợ đánh ba nhân viên đòi nợ thuê rồi quay clip theo chi thức.